Chào các bác nhá. Chào các bác đã quay trở lại với kênh Mùa Bán Ô Tô của em Vũ Duy Ô Tô. Vâng, hôm nay phải nói là con xe này quá là đẹp luôn. Em vừa mới review TikTok xong và bây giờ lại review YouTube. Một chiếc xe vừa về cửa hàng xong, Chevrolet bản LTZ Spark 2013. Một chiếc xe với cái màu sơn xanh cực kỳ độc đáo. Và dòng xe này đảm bảo các bác ra đường thì không ai giống mình, trừ những chiếc VinFast Fadin bản full kịch ấy, thì người ta mới độ cái màu này thôi. Còn đây là một chiếc xe với cái màu hot năm 2021 đến 2022, vẫn là màu cực kỳ hot luôn. Bác chủ cũng là người yêu xe và bác ấy đã độ chiếc xe này tương đối khá là nhiều. Cam lè, màn hình Android, đề nổ startup thông minh, đấy, vành la răng Touring. Và đặc biệt là thưa các bác, là với cái form xe như thế này, đảm bảo các bác thì ra đường thì đúng là mình là hàng độc hàng hiếm luôn. Nội thất bên trong xe thì tông màu đen. Và đây em đóng cửa hết cho các bác để các bác cùng xem về form bên ngoài của chiếc xe này. Một chiếc Chevrolet Spark bản LTZ 2013, động cơ máy 1.0, ăn xăng ít. Và dòng này thì nói chung là form dáng quá ok rồi. Đấy các bác nhìn này, kiểu dáng của xe thì rất là trẻ trung, thể thao, khỏe khoắn nhá. Form thì form mới, là gọi là form siêu nhân nhá. Và xe thì đảm bảo cho bác là không có đâm đụng ngập nước gì cả. Máy số chạy cực lành bền. Động cơ máy 1.0, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng tầm 4,5 lít trên 100 cây. Biển số 29A91799 là biển số của thủ đô Hà Nội luôn. Và con này thì đăng ký 5 chỗ ngồi nhá, nên là các bác không phải lo lắng là 2 chỗ hay là gì cả. Vì đây là một chiếc Spark chính hiệu 5 chỗ chứ không phải là Spark Van. 4 quả vành của chiếc xe là sử dụng vành la răng ở Rapdat. Vâng, vành la răng này, vành la răng thể thao. Và riêng cái vành này thì bác chủ bác ấy mua cũng tương đối ối là nhiều tiền. La răng phanh đĩa hai bánh trước và phanh tăng chống đằng sau. Lốp cung hô 4 quả mới 2018 nhưng mà vẫn gần như là 2021 luôn. Mới tinh tình tình, cảm biến áp suất lốp đầy đủ nhá. Và đây là một cái dòng xe mà rất là mềm. Giá cả thì hợp túi tiền, với cái giá nó chỉ có 218 triệu đồng có bớt cho các bác. Vâng, 218 triệu đồng nhưng vẫn có bớt nhá. Và đây là một chiếc xe cực đẹp luôn. Đấy các bác nhìn ngay cái màu sơn độc đáo của xe này. Và nếu ai mà thực sự là yêu những cái màu xe như thế này, độ màu như thế này, đẹp như thế này, thì em cũng khuyên các bác là đừng chần chừ. Hãy nhấc máy lên điện thoại ngay cho em Vũ Duy Ô Tô qua số điện thoại 0869158926. Vâng, Chevrolet Spark 2013 bản LTZ số tự động, động cơ 1.0. Dòng xe này là một dòng xe rất là đẹp. Và những chiếc xe mà được nhập khẩu từ Hàn Quốc ấy, là những chiếc xe mà người ta đã kiểm chứng rồi. Và những cái dòng này thì được sản xuất đại trà rất là ok luôn. Đấy, cái màu sơn xanh độc đáo này, xe các bác nhìn ạ. Vâng, màu sơn xanh cực kỳ độc đáo luôn, hàng hiếm luôn. Xe thì cứng và con này thì sơn phủ cả xe nhá. Đấy, xe cứng cáp luôn, tôn vỏ mỏng này. Đấy, hệ thống đèn của chiếc xe là sử dụng đèn halogen. Đấy, bầu đèn căng, sáng trong luôn, không có lỗi lầm. Đấy, các bác nhìn này, bầu đèn của nó căng đét luôn này, sáng loáng luôn nhá. Còn đèn gầm dưới này, đấy, không hề bị ố mốc luôn. Toàn bộ sơn si đồng cản của xe thì đẹp đều. Và con này thì nói cho các bác là hôm qua em về mua từ Hà Nội về đấy, thì gần như là em chưa có dọn dẹp gì cả, nhưng là chất xe nó vẫn còn nguyên như thế này. Đấy, không có dọn dẹp nhá, xe không có dọn dẹp mà chủ người ta đi giữ như vậy ạ. Tôn vỏ này mỏng này, và cái tôn sóng của nó thẳng căng luôn, không hề có lượn sóng nhá. Lốp vành la răng Supermai 17565R14. Vành la răng thì tương đối khá là đẹp. Lốp Supermai thì dày dặn rồi, 2018 4 quả dày bịch luôn. Nói chung là về là các bác không phải lo lắng lên lốp rồi. Cua lốp thì sạch đẹp luôn này. Đấy, con này thì không phải là màu sơn xanh gốc đâu, mà nó là màu vàng đổi màu lên màu xanh nhá các bác nhá. Cái đấy thì bình thường thôi. Nói chung là do bác chủ bác ấy yêu xe, bác ấy đã độ lên như thế này là quá ok rồi. Thiếu mỗi cái giá nóc nữa là cực kỳ tuyệt vời. Đấy, kính chỉnh điện 4 cánh hoạt động hoàn toàn bình thường, tất cả cánh của xe nhá. Và tất cả các kính thì đã được dán phim cách nhiệt 3M cho các bác hết. Đấy, khi mà hạ xuống thì các bác nhìn ạ, nội thất bên trong xe nó mới nổi tông bật lên. Con này thì nội thất bên trong là màu đen, ghế da màu đen pha chỉ đỏ, cực kỳ đẹp và mới luôn này. Đấy, còn trần của chiếc xe là trần 5D, đẹp lét căng luôn. Đấy, vô lăng 3 chấu, có tích hợp cả túi khí đầy đủ nhá các bác nhá. Còi thì to và xe thì lăn bánh được 10 vạn rưỡi chuẩn. Xe thì đảm bảo cho các bác không có lỗi lầm rồi. Test hãng thoải mái luôn, keo chỉ bao zin. Xe cứng và không có đâm đụng gì cả. Đây, tem nhãn ở xe còn nguyên đây này. Và dòng này nói chung là một cái dòng xe chạy rất là lành, ăn xăng ít, tiết kiệm nhiên liệu luôn. Và mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này thì nó chỉ rơi được khoảng 4 lít rưỡi, 5 lít thôi. Đấy, số tự động nhân nhá các bác nhá. Vâng, 218 triệu đồng nhưng các bác đã xe có xe số tự động luôn.
tất cả bản lề ốc ác của xe thì vẫn chuẩn chỉ và không có lỗi lầm này. Đấy, nội thất bên trong xe tươi, keo chỉ bao zin chỉ tăm ngon luôn này. Đấy, chỉ tăm ngon nhá, kính điện hoạt động bình thường. Vâng, thường thường những cái bản kia thì đằng sau sẽ là kính quay tay, nhưng mà đây là kính chỉnh điện luôn. Đấy, nội thất tươi mà. Đấy, các bác nhìn ạ. Nội thất xe tươi luôn. Được cái là con này thì bác chủ bác ấy là đồng sơn full cả xe luôn. Thế nên là về chất xe thì các bác cứ yên tâm là màu sơn đồng đẹp nhá, không có lỗi lầm. Và bác ấy bảo là đợt đấy bác ấy sơn là hết 14 củ tiền sơn thì các bác biết là sơn nó chất như thế nào rồi. Thế còn hệ thống cảm biến lùi đằng sau này, LED căng luôn, xe thì đảm bảo cho các bác là không có đâm va. Đấy, không có hề đâm va một chút nào luôn này. Vâng, xe rất là cứng nha các bác nhá. Độ hai màu đen xanh, và đặc biệt là tông màu chủ đạo của nó là màu xanh thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, bản lề các thứ này, đây các bác nhìn này, còn nguyên luôn, cứng luôn. Đấy, kể cả các cái phần đinh hàn bên này này, còn nguyên bản luôn này. Đấy, vâng. Và cái chỗ để đồ thì ta sẽ cùng xem cái lót sàn phía dưới nào. Đấy, lót cốp này, đồ nghề đầy đủ luôn các bác nhá, không thiếu một cái gì. Vâng, con này là một chiếc xe rất là đẹp, được bác chủ bác cái giữ gìn tương đối là cẩn thận. Và đây các bác nhìn nào. Đấy, vành giá nóc này, đuôi gió này. Đấy, và kể cả sơn sườn đây, sơn sườn căng bóng luôn này. Đấy, không hề có lỗi lầm, không hề có lượn sóng nhá. Nếu mà lượn sóng thì thường thường là hay va chạm thì người ta mới làm bị lượn sóng nhá. Đấy, thế còn lốp lép dày, la răng ráp chát. Và cái dòng này thì chung là các bác về là không phải nghĩ đến lốp rồi. Cua lốp thì sạch luôn này, và còn nguyên này, không hề có bục mọt này, han mục này. Đấy, các bác nhìn nhá. Và không hề có một lỗi lầm gì luôn. Một chiếc xe mà nói thật các bác, kể cả là con này để đi gia đình cũng rất là ok, và mua cho vợ thì tuyệt vời. Hàng hiếm luôn nhá. Vâng, bên em Vũ Duy ô tô thì những chiếc xe như thế này nói là các bác chỉ đếm trên gọi là giờ về đến cửa hàng thôi. Có nghĩa là tính giờ tầm theo tiếng ấy là bán được thôi. Vì những cái dòng xe này, những dòng xe thực sự là hot. Và những bác nào mà yêu thích thì đảm bảo cam kết cho bác là bao test cho bác toàn bộ nhá, thoải mái luôn. Nếu lỗi thì trả xe. Xe cứng luôn này. Đấy, xe cứng như này không mua thì thực sự là phí luôn. Gầm xe đẹp luôn này, cho các bác xem gầm luôn. Đấy, gầm nó sáng sạch và không hề có bục mọt, không hề có ẩm mốc gì cả. Đấy, gầm đẹp luôn nhá. Và xe thì đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Bây giờ thì em sẽ để nổ. Con này thì em khuyến cáo các bác nhá, là các bác nhớ là đi là chìa khóa vào rộng để như này. Chứ nếu mà các bác để trong xe là nó sẽ khóa vào đấy. Vì con này là khóa điện tự động, mình đi xa là tự khóa cửa. Đấy, tự gọi tự lốc khóa. Đè nổ này, đè nổ start stop thông minh này. Ấn cái nào. Đấy, đè nổ thông minh nhá. Vâng, máy rất là êm, động cơ mượt mà, điều hòa mát nhá các bác nhá. Điều hòa mát lạnh luôn. Cam lùi xem nào. Đấy, đầy đủ cam lùi cho các bác này. Và cam thì rất ngõ nét nhá. Còn mặt trước thì có cảm biến áp suất lốp, cảm biến lùi đây, gắn đầy đủ luôn, không thiếu cái gì. Đấy, trần thì đẹp rồi, túi khí an toàn hai cái luôn. Và điều hòa chỉnh cơ nhưng mà rất là mát. Đấy, cổng sạc đầy đủ cho các bác này. Vô lăng tích hợp có hết nhá. Và con này thì có một số cái phím nguy hiểm mà chưa biết nó là để làm cái gì, nhưng mà em sẽ ấn hết để kiểm tra luôn. Kính chỉnh điện đầy đủ này. Đấy, kính chỉnh điện, ái chà, gương hậu chỉnh điện đấy ạ. Vâng, dòng này là một dòng xe chạy rất là lành, ăn xăng ít. Vâng, cabo thì em mở ra rồi. Con này có hai cái gương hậu thì tí kiểm tra lại. Vâng, động cơ máy S-Tech 2 16 van, con này thì rất là êm. Máy số thì còn zin nguyên các bác nhá, còn zin nguyên luôn này. Dòng này vậy thôi nhưng mà ABS đầy đủ luôn, bản đủ này 218 triệu thôi, trợ lái liếc các thứ đầy đủ luôn, không thiếu một cái gì. Vâng, cabo này. Đấy các bác nhìn ạ, chỉ cabo còn nguyên zin này. Xe thì đảm bảo cho bác là không có đâm đụng tai nạn ngập nước nhá. Nếu mà các bác phát hiện ra cho luôn con xe này luôn. Vâng, xe cực kỳ cứng luôn. Động cơ máy 16 van 1.0. Đấy, ăn xăng ít và rất là lành. Xem là dầu nào. Dầu còn vàng luôn nhá các bác nhá. Dầu vàng, các bác về là các bác đi thoải mái luôn. Không phải lo lắng đến chuyện là thay dầu thay mỡ nhá. Đi tầm khoảng 3.000 cây thì các bác thay cho em cũng được. Đấy, còn này không hề có một tí hơi thừa nào luôn này. Đấy các bác nhìn nhá. Vâng, không hề có một tí hơi thừa nào luôn. Không hề có dầu mỡ, không hề có hơi thừa. Động cơ S-Tech 2 16 van, máy êm luôn. Máy cực êm nữa các bác nhá. Máy êm mà không hề có rung lắc. Đấy, và hiện nay là máy đang chạy đó. Máy đang nổ chạy đấy nhưng mà không hề có tiếng luôn. Đấy,
Một con xe ngon như thế này không mua thì để làm gì? Và thực sự là những ai mà yêu thích cái dòng xe Chevrolet Spark, đặc biệt là những người yêu thích cái màu này, thì các bác hãy đừng ngại ngần mà nhấc máy lên điện thoại ngay cho Vũ Duy ô tô. Bên em thì cửa hàng ngay tại Thủy Nguyên, Hải Phòng các bác nhá. Vâng, và có hơn 500 đầu xe tha hồ cho bác xem luôn. Cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Nói là động cơ 1.0 thôi nhưng mà con này rất khỏe các bác ạ. Đi đường lái nữa các thứ là nó nhẹ nhàng, trợ lái nhẹ nhàng luôn. Đấy, và cũng đầy đủ hai cấp số chậm mới nhanh nhá. Đấy, và dòng này thì nói chung là bền lành vô đối rồi. Lại còn linh hoạt, khi mà cua ấy, cái góc cua nó rất nhỏ, khả năng linh hoạt rất dễ dàng, không hề bị mở rộng cua quá. Đấy, xe cứng mà rất là ngon. Và với giá thì cũng rất là mềm. Bên em Fuji Auto đang bán chiếc xe này với cái giá chỉ có 218 triệu đồng thôi. Rẻ ngang so với các cái xe đời cao hơn một đời. Đấy, cảm ơn các bác nhá. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe tuyệt vời bên em Fuji Auto liên tục được về. Xin chào. Đấy, con này được cái là rộng, thoải mái luôn, rộng hơn cả Fadin luôn. Đấy, xin chào tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.